Pini Ice Cream, tòa lạc ở địa chỉ 20 Pasteur, phường 4, thành phố Đà Lạt, là điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn thỏa sức thưởng thức những loại kem chất lượng ở xứ lạnh này. Món kem ngày nay gần như luôn có mặt quanh năm, không chỉ riêng mùa hè. Chẳng những thế, vào mùa lạnh, nhiều người còn đổ xô đi ăn kem vì những lý do như kem không dễ cháy trong thời tiết lạnh, hương vị kem thay đổi theo mùa. Kem là món ăn làm tinh thần thoải mái, kem cung cấp vitamin D, vân vân. Chính vì thế, ở nơi có nhiệt độ trung bình thấp như Đà Lạt, mọi người vẫn đi ăn kem như một món giải khát thú vị. Kem ở đây thì rất ngon và mang những hương vị đặc trưng. Em tới đây ăn kem lần đầu và em thấy nó rất là ngon. Được mệnh danh là thiên đường kem, ở Pini Ice Cream có hàng chục loại kem với đủ các hương vị. Du khách đến đây có thể thoải mái lựa chọn và thưởng thức. Đặc biệt hơn, ngoài các loại kem truyền thống, ở đây còn có rất nhiều các loại kem mới lạ, đảm bảo tạo ấn tượng khó quên đối với tất cả mọi người. Tức là khi mà bước vào quán á, thì em thấy quán rất là dễ thương, trang trí rất là dễ thương, rất là thân thiện, nhân viên rất là dễ thương luôn. Dạ. Khi mà cái menu bên quán mình rất là đa dạng, nhiều món. Dạ, thì những cái loại kem bên em gọi á, thì rất là ngon. Em thấy quán cũng dễ thương. Lúc mà kem khói lên thì nó hay lắm chị. Ăn kem thấy nó ngon. Ở Pini Ice Cream, chủ quán đặc biệt quan tâm đến sân chơi cho các em nhỏ. Các bạn nhỏ đến thưởng thức kem hay đi cùng với gia đình cũng có thể vui chơi an toàn, lành mạnh ở sân chơi này. Không gian xinh xắn, thoải mái, những loại kem chất lượng và những món giải khát hấp dẫn. Nơi đây đã và đang trở thành điểm hẹn lý tưởng đối với du khách gần xa, cả với chính những người con ở xứ lạnh Đà Lạt.